Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh chuối nướng. Thì bánh chuối nướng á, nếu mà đúng thì mình làm bằng chuối sim hay là chuối sứ. Nhưng mà bên Diễm á, rất là mắc, vì vậy Diễm làm bằng chuối tây luôn. Thì chuối tây á, mình làm nó cũng rất là khó để cho cái chuối nó lên màu đỏ đẹp. Nhưng mà Diễm làm theo cái cách này thì Diễm thấy chuối cũng rất là ngon. Và cách làm bánh này không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh chuối nướng với Diễm nha. Ở đây Diễm có chuối tây, thì chuối tây rất là dễ kiếm, bên đây siêu thị nào cũng có bán. Mình lựa cái chuối cho nó vừa có chín tới ha, nó không phải thiệt là chín nha, tại chín mềm quá mình làm cũng không có ngon, mà nó còn sống thì mình làm nó dễ bị chát. Lấy một cái nồi, Diễm cho vào 1 lít nước và mình cho thêm 1 muỗng cà phê muối là 4 gram. Mình khuấy cho muối nó tan đều hết trong nước để mình cắt chuối ra mình ngâm vào đây. Thì cái lượng chuối với công thức này á, Diễm làm là 800g đã lột vỏ nha. Nếu mà mình tính theo trái á, thì khoảng 6 trái chuối tây lớn. Mình ngâm chuối ở trong nước muối như vậy á, giúp cho chuối của mình nó không có bị đen. Đồng thời Diễm thấy khi mà bánh chuối mình nướng chín á, nó cũng sẽ đỏ hơn nữa. Và mình lưu ý là mình ngâm trong 15 cho tới 30 phút á, ít nhất là 15 phút và tối đa là 30 phút. Bây giờ mình đi pha cái bột. Thì Diễm có một cái trứng gà, Diễm cân luôn vỏ là được 56g. Diễm cho vào 400ml nước cốt dừa. Ở đây Diễm sử dụng coconut cream ha. Nếu mà mình không thích béo nhiều thì mình dùng coconut milk. Tiếp theo là 100g sữa đặc có đường, 2 muỗng canh đường thì 30g. Đường ấy mình có thể điều chỉnh tại vì tùy cái độ ngọt của chuối đó. Diễm cho đường như vậy thì Diễm thấy nó rất là vừa. Mình khuấy ra cho nó tan đều và bây giờ mình đi chuẩn bị phần bánh mì. Bánh mì Diễm dùng bánh mì ổ ha, mình cắt ra thành từng cái lát thiệt là mỏng á. Ở đây là 150g thì hai ổ nhỏ, mỗi ổ nó có chiều dài khoảng 14cm á. Bánh mì mình cắt ra thành từng cái lát mỏng như vậy thì nó thấm bột á, làm cho cái bánh của mình nó ngon. Cho phần bánh mì đã cắt này vào trong hỗn hợp bột á, Diễm cho thêm 4 muỗng canh bột gạo thì Diễm cân được 30g. 2 muỗng canh tinh bột năng là 15g. Và 50g bơ này Diễm làm tan chảy ra thì Diễm đông được là 4 muỗng canh. Mình trộn cái hỗn hợp này lên cho bánh mì nó thấm thiệt là đều á. Rồi sau đó mình để ở đây mình đi chuẩn bị cái phần chuối. Tiếp theo Diễm có một cái chảo to to, mình sẽ cho chuối vào mình nấu. Thì để cho cái chuối khi nướng nó có cái màu đỏ đẹp á, thì mình dùng rượu rum á, Diễm cho 4 muỗng canh á, là 60ml. Nếu mà mình không thích nấu chuối như vậy, mình cũng có thể ướp rượu với muối vào chuối và để trong tủ lạnh qua đêm. Diễm cho vào 1/2 muỗng cà phê muối. Mình lắc lên á, cho muối nó tan đều ở trong rượu ha, như vậy. Thì bây giờ mình mới lấy chuối hồi nãy mình ngâm trong nước muối mình cắt. Độ dày của mỗi khoanh chuối là 2cm. Vì mình dùng chuối tây mình không có nên cắt mỏng. Cắt mỏng làm chuối mình nó dễ bị nát. Mình trải ra cho nó đều tí xíu. Và bây giờ mình đem cái chuối này lên bếp mình nấu. Đầu tiên thì mình cứ bật cái lửa lớn lên cho cái chuối nó sôi. Khi mà nó sôi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình. Mình giữ làm sao cho chuối nó luôn sôi là được. Thì mình lấy cái đồ phết bột mình đẩy nhẹ ở dưới cái đế lên, tránh cho cái chuối của mình nó bị khét á. Và cũng nhẹ tay thôi để chuối nó bị dập. Thì mình nấu ở cái lửa trung bình khoảng từ 5 cho tới 7 phút, cho tới khi mà mình thấy cái chuối giống như lượng nước nó còn xăm xắp á, nó không phải thiệt là cạn nha. Nếu mà mình thấy nó đặc quá thì mình cứ lấy ra mình lắc nhẹ cái chảo. Đó, khi mà mình Diễm thấy là cái chuối nó như vậy và nó hơi mềm chứ không phải là mềm nhừ ha, thì mình nhắc khỏi bếp. Đó, như vậy. Sau khi nhắc khỏi bếp rồi thì mình sẽ lấy khoảng từ 20 cho tới 25 cái miếng chuối mình để ra riêng để mình trang trí lên trên cái mặt bánh cho nó đẹp. Còn phần chuối còn lại thì Diễm sẽ cho hết vào luôn trong cái bột. Diễm thấy mình trộn chung như vậy làm cho cái bánh của mình nó ngon hơn là mình xếp theo từng lớp, đỡ mất thời gian hơn nữa. Diễm cho vào 1 muỗng cà phê tinh chất vani cho cái bánh của mình nó thơm hơn. Mình lưu ý là khi mình trộn thì nhẹ tay, tránh cho làm cho cái miếng chuối của mình nó bị nát đó. Mình cứ trộn mình đảo thiệt là đều là được. Sau khi trộn đều hết rồi thì bây giờ mình đi làm nóng cái lò nướng.
diễm bật hai lửa trên và dưới, nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F. Về khuôn ấy thì Diễm sử dụng cái khuôn tròn này, cái đường kính của nó là 20 cm. Mình cắt một cái tờ giấy nướng bánh á, mình lót ở bên dưới để khi bánh chín á, mình lấy ra cho nó dễ dàng hơn. Mình cho hết cái hỗn hợp chuối vào trong khuôn luôn. Sau đó mình cầm lên mình khỏ nhẹ ha, cho nó đều. Nếu mà mình thấy chuối á, nó bị tụ lại một chỗ nhiều quá thì mình chia đều ra nha. Sau đó mình lấy cái phần chuối mình đã để dành lại, mình xếp đều lên trên. Dùng cái giấy nhôm á, mình đậy cái bánh kính lại, giúp cho cái bánh của mình nướng nó không có bị vàng cái mặt lắm. Cái lò nướng đã nóng đủ rồi á, thì mình đặt bánh ở rãnh giữa của lò nha. Và mình nướng ở cái nhiệt độ 150 độ C, 302 độ F trong 90 phút ha. Sau 90 phút á, thì Diễm mở cái giấy nhôm ra để cho cái mặt bánh nó vàng đó. Đóng cửa lò lại và bây giờ mình sẽ tăng cái nhiệt của lò nướng lên 180 độ C, 356 độ F và mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ này trong vòng 15 phút nha. Như vậy thì giúp cho cái bánh của mình nó nở thêm và nó sẽ vàng mặt hơn. Và để cho mặt bánh ngon hơn nữa đó thì Diễm có 10 gram bơ, Diễm làm cho nó tan ra như vậy nè. Mình làm tan bơ trên bếp hoặc bằng lò vi sóng đều được. Diễm cho tiếp một muỗng canh mật ong là 15 ml ha. Và bây giờ mình trộn cho mật ong bơ nó tan thiệt là đều với nhau thành một cái hỗn hợp sệt luôn á. Là như vậy. Thì bánh sau khi mà nướng thêm 15 phút á, mình lấy ra và bây giờ mình thoa cái hỗn hợp bơ mật ong lên đều hết trên cái mặt bánh luôn. Thì khi nướng xong cái bánh của mình nó vừa bóng đẹp và nó còn rất là thơm, nó không có bị khô. Sau khi thoa đều hết rồi thì mình đóng cửa lò lại và mình tiếp tục mình nướng bánh ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong vòng 15 phút nữa ha. Thì sau 15 phút này là cái bánh mình nó chín. Thì mình tắt lò nha và mình lưu ý là mình sẽ để cái bánh nó nguội ở trong lò ít nhất là 1 tiếng đồng hồ á. Thì Diễm thấy từ 1 cho tới 4 tiếng á, như vậy cái chuối của mình nó mới đỏ và cái bánh của mình nó mềm, nó rất là ngon. Bánh này là sau 4 tiếng nè, mình thấy cái màu rất là đẹp luôn, mặc dù mình sử dụng chuối tây. Khi lấy bánh ra đó thì mình khựa nhẹ và mình xoay cái khuôn cho nó thiệt là đều như vậy nè. Rồi mình nghiêng á, mình khỏ nhẹ để mình thấy cái bánh nó tróc ra. Sau đó thì mình úp ngược cái bánh lại thôi, dễ dàng lắm. Đó, cái miếng giấy thì nó cũng tróc ra như vậy. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh chuối nướng rồi. Bánh đạt là khi mình nướng xong cái màu nó vàng đều và nhất là cái lớp chuối ở bên trong và bên trên luôn, nó chuyển sang màu đỏ hồng. Cái này là Diễm chưa cất tủ lạnh gì vậy, bánh nó rất là mềm nhưng mà mình cắt ra nó cũng không có bị bể nha. Để Diễm lấy ra thử. Nói như vậy thì rất là ngon luôn, chuối màu hồng nhạt ha và cái bánh nó mịn. Dưới công thức này thì Diễm thấy mình ăn nguội cũng ngon mà mình cất vô trong tủ lạnh cũng ngon luôn. Ăn nguội thì cái bánh nó dai, nó mềm. Cất vô trong tủ lạnh thì cái chuối nó đậm đà và nó sẽ chắc hơn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh chuối nướng này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.